chào tất cả các bạn đã quay trở lại với siêu thị Kiwi Quốc Tiến. Và ắt hẳn rằng việc làm sao để mà có thể tăng áp mà không cần phải sử dụng đến việc bơm bồn nước, hay là sử dụng làm sao để mà có thể bảo đảm được những cái vật liệu như là sen tắm này, vòi tắm ở trong nhà vệ sinh của mình, thì mời mọi người hãy cùng Vân tìm hiểu một giải pháp đến từ thương hiệu Greenford Đan Mạch. Thì hôm nay Vân sẽ giới thiệu đến mọi người đó là mẫu máy bơm Scala 2. Thì máy bơm này có gì đặc biệt? Đầu tiên đó là nó được chứng minh theo các tiêu chuẩn, đó là CE hay là EAC, tiêu chuẩn về sức khỏe, an toàn và cả bảo vệ môi trường của cộng đồng kinh tế Á Âu, hay là VDE, tiêu chuẩn an toàn về thiết bị điện EU, UL hay là WRAS, ACS đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp của Mỹ, Canada, Vương quốc Anh và Pháp. Thì máy bơm này có chế độ điều khiển bơm thông minh nhờ đèn báo chống rò rỉ và quá nhiệt. Độ ồn thấp thì chỉ có khoảng 47 decibel. Và hơn nữa thì nó rất là nhỏ gọn và lắp đặt rất đơn giản. Thì sản phẩm này vận hành bền bỉ, dùng được trong việc cho cả lắp đặt trong nhà và ngoài trời. Hơn nữa thì chức năng tự mồi nước, chống chảy khô. Ngoài ra thì rất tiết kiệm năng lượng với động cơ. Và một điều nữa đó là có máy biến tần được tích hợp trong cả thân bơm luôn. Thì các bạn có thể thấy thì ở phía đằng sau này nó sẽ có những cái bảng điều khiển, như đây là công tắc nguồn. Và đây chúng ta có thể là sẽ điều khiển theo cái ý muốn của chúng ta. Và ở phía dưới này thì các bạn có thể thấy đây là những cái đèn báo của máy, ví dụ như là khi có sự cố về rò rỉ nước, ống nước này, hoặc là chảy khô, hay là quá thời gian, quá nhiệt thì máy bơm cũng sẽ báo và thông báo cho chúng ta để mà chúng ta có cách để mà khắc phục tốt hơn. Thế và bây giờ thì mời mọi người cùng Vân trải nghiệm xem là máy bơm Scala 2 này có gì đặc biệt nhé. Thì hiện tại Vân sẽ sử dụng một cái thiết bị đo công suất. Đây mọi người có thể thấy. Và mình sẽ sử dụng để mà xem thử là công suất của một vòi hay là ba vòi có khác gì nhau. Thì như Greenford có nói thì việc mà chúng ta sử dụng một vòi hay là tám vòi thì cũng sẽ đều tốn cái sẽ có áp lực nước như nhau luôn. Và chúng ta hãy cùng xem là có phải như vậy hay không nha. Bây giờ thì Vân sẽ mở một vòi trước. Đây, các bạn có thể thấy thì cái áp lực nước sẽ đều hết. Và bây giờ thì mình sẽ mở thêm hai vòi còn lại nhé. Đây thì các bạn có thể thấy thì đây, áp lực nước đều như nhau, chỉ khác đó là cái công suất của một vòi nó sẽ khác ba vòi thôi. Thì đây là một cái điểm rất là ưu việt của Scala 2. Và để có thể biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm này thì các bạn có thể truy cập ngay vào link phía dưới nha. Và bây giờ thì xin chào tạm biệt mọi người.